Sao cũng khá đấy. Sổ miếng này ăn mới ngon đấy nhỉ. Rồi mời đã đi nhá. Anh mẹ riêng cái thằng mua dương đã thay gì trái nắng chờ chống nhiều bản đồ thì bản cứ chứng đất không biết vua chú say cái nói là nhiều ông say ông có thể cản khoái cái món đấy không không cái Hello mọi người nhá. Nay anh em thời tiết sẽ lạnh rồi đi lại đi ăn tiết canh làm lợn. Tiếp tục tiết canh. Thì chào đại địch nhá. Đã đến tận này nó mát rồi ăn tiết canh lợn. Trời cho ít rồi. Rồi yên ngang. Buổi sáng bình dân lại cứ 2-3 tiết như mọi khi cả nhà. Quen thuộc. Càng kiên lắm thì càng chết. Tiết một ca to đấy. Ca to vật vã. Đấy tôi không biết đời ông Liêm đấy suốt ngày rượu là ông đổ và ông chuyên. Mình sáng nào mình ăn thì thôi cứ nằm 2 thìa. Rồi. Đánh, nó rực rỡ rất là buổi sáng. Lúc nào các cô gọi là mày phải đi rồi là cứ đi. Cứ được cái vui là nó tốt rồi. Nếu mày như hay ăn. Quá tuyệt vời, mình múc nước còn là xong. Về đi xong nó săn đón. Vâng. Đi đâu được thấy sao kịp. Kịp mới lúc đông người. Chúng cháu còn đi làm. Đấy, vậy là xong đã đông rồi. Rời tay cả đông luôn. Rồi châm rượu đi. Ở đây anh ra dẫn nhất cái thu cho tôi. Cái thu trước cờ bạc vào nhà huệ đấy còn tranh nhau giống. Thái hù kì. Cờ bạc nó chả đói mì. Cờ bạc chả đói chả đủ nó chiền sâu còn đói. Đấy. Chú Hân cho con đến mà. Nó phải tìm từ để ăn trước. Đói quá. Nó chẳng được công. Chào mọi người buổi sáng này. Buổi sáng chào mọi người bắt ly rượu là rượu thuốc. Rượu sáng nó ngâm. Ngon này nóng, nóng này dày nha. Cái nấu cẩu ngon đấy. Không tự nhiên cái lòng bây giờ em không thích. Cho mấy cái ngọn rau mới mới vào cho nó ăn nó xanh ruột. Mấy tháng ngày bao nhiêu giả
Để uống cái đường tầm đi, nhớ mồm ra. À, miếng nòng cái miếng sụn này nhỉ? Miếng cuống họng nhỉ? Ăn cho nó giòn. Kém dít, gắp tần sắp đùi ấy. Ăn thế mới ngon. Vẫn chưa đủ đô. Vẫn chưa đủ đô. Ông vẫn chưa đủ đô. Phải đủ đô. Đủ đô về mới chiều bà được. Bà rồi nó cho gần đến góc mới vào rồi, nhưng bây giờ nó từng đấy nó lại giờ lại nó mắt kém gì đấy. Đúng rồi, tôi mang đi quán này, tôi ở nhà tôi ăn uống được quả múc đồ. À, tôi chân thành muốn bàn một cái giỏ. Chắc đi lên bò bò giỏ đây. Khổ lắm nhưng mà ai mà lại bước vào này, cái này lại phân bước này. Mỗi bàn một cái. Mày có mua cái đấy. Biết rồi nhưng mà đi vào là chặt lại cái đề cái. Có bố để. Bố để này. Chỉ được cái người đấy mà tôi cần những người xã. Đó là người nhà. Mày đứng quét. Em quét được. Vứt cho bước. Đấy. Nó miếng sụn này ăn được ngon đấy. Không ăn giòn là cật. Đợt này đi ăn sáng này ăn cả cuống họng cho nó giòn cả nhỉ. Đấy, ít mà ăn nó giòn. Ăn kèm bên lòng nó giòn tan. Mời đấy đây nhá. Trắng phau ngon. Cảm giác như là mình đang nhai ngô rang. Gầy nó khác là béo nó khác. Đúng rồi. Đấy thì giờ tôi giờ thở nó chặt cái ga cái chân cạn. Ngồi uống rượu rồi cắm thì nhìn tôi bảo ôi mày không biết nào rồi. Bây giờ mình chắc chưa. Chặt cái chân. 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 Chặt cái À, bà Tiết huyền thoại đi đâu? Ông Quyền nghe chưa bằng nhiều bằng bằng đâu. Đang nào? Chầu thỉnh thoảng ra chợ. Ai cũng bảo ông này nhanh lại kìa. Tôi rồi tiết mấu, hết mấu là khác. Chân này to.
xong. Ở cái tuổi đấy là chân chấm phẩy à? Đúng rồi. Không chấm phẩy tuổi đấy mà không chấm phẩy nữa thì có cả là chân nhảy. Tiêu vào. Nó đủ vị. Gà đâu khoai. Bây giờ khoai bây giờ có làm gì được không? Không à, rồi, rác vậy là được. Tiêu tháng đôi ba lần cái gì? Hết quà thì tháng đôi ba lần đi tuần tranh hành động. Cái này hai ba lần đi chuyện nhỏ với tháng. Chúng rượu này say tháng trả được nhét léo tốn cả tiền rượu. Ví tôi bùng bàn bùng ngồi. Nó bảo thì ra nên mua cho ông bùng mua về cho các quan cho uống rượu say. Uống rượu chết thì ví là mời đại ca nhá. Riêng lấy thằng uống rượu đã say thì chả nặng tờ chống liếu. Bàn đâu thì bàn cứ chết không biết. Hôm chú uống say. Tôi nói là nhiều ông say ông có thể càng khoái cái món đấy. Không. Cái lại lơ thì không nói. Nhớ lơ. Nhớ chuyện giữa say. Đấy. Say rồi biết cái gì. Tôi uống quá đà đấy, nhà tôi cầm chân kéo vào trong nhà tôi ngủ. Say rồi chờ. Bé không biết rồi. Say rồi là trên bảo nó dưới nó không nghe. Ý là ở thế. Cái chặt như con chó. Say rồi nói thế. Đúng rồi, say nói đúng. Bé được kéo vào trong nhà. Nói đúng rồi, còn sao còn nói sai rồi. Đúng rồi, đúng. Hôm đấy thay nằm đầu hè. Đấy. Thì trả lôi đi, thế ra rồi. Bế không bế được, phải kéo. Không, mình phải chết phân nằm nằm. Tớ sợ, tớ sợ. 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 Ờ, ta đang là từ tầm 7 giờ là xong rồi. Bây giờ nó đi nào? Một miếng xong. Xong bát tiết nó ngon lành cả nhà. Cái quán này chỉ có là tươi nhất, qua quyết ăn qua ăn một năm qua ngon đấy chứ biết ăn đâu lắm ăn rồi cứ làm đĩa nòng với cả tiết xong rồi làm mà cháo nữa là nó buổi sáng nó là ngon này cả nhà. Tôi chưa nhiều mà tiêu khắc phá cũng sổ. Miếng này ăn mới ngon này à. Mời đã định nhá. Ăn mẹ ngon quá. Rồi ăn tiết mà nó thơm. Chân trộn không nó giòn. Ngày hôm nay chú Nghĩa chia sẻ tiết canh buổi sáng. Xin kết thúc video đây nha. Mọi người cố gắng cho nghe toàn với chú Nghĩa người mình đang chia sẻ. Chào những cái xe thử cho mọi người. Chào lại đây nha.